Hi, xin chào các bạn quay trở lại với kênh YouTube của mình. Cách đây khoảng mấy tuần thì mình có đăng một cái video về top 5 mùi hương mùa thu và đầu đông cho những bạn nữ giới. Và ngày hôm nay thì mình sẽ làm cùng chuyên mục đó cho những bạn nam giới. Và những chai nước hoa trong đây thì nó cũng đều có giá dưới 3 triệu đồng. Và chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu xem đó là những gợi ý nào của mình cho các bạn vào mùa thu đông sắp tới nha. Chai nước hoa vị trí số 5 đó là một chai nước hoa khá là đa dụng khi mà các bạn có thể sử dụng vào cả mùa đông lẫn mùa hè. Nhưng mà cái thời tiết hợp lý nhất để xịt em nó mình nghĩ đó là mùa thu. Và chai nước hoa mà mình đã từng review và để vị trí số 5 ngày hôm nay đó là Terre d'Hermes. Và trên tay mình đây đang là cái phiên bản EDT 200ml. Thì em này thì khi các bạn xịt cái mùi hương của Terre d'Hermes này ra ấy, thì các bạn sẽ cảm thấy cái vị cay và cái vị nồng ấm của tiêu. Và bên cạnh đó thì các bạn có thể ngửi thấy cái mùi rất là ngọt của cam cùng với vị hơi kiểu the the của vỏ bưởi. Dry down của mùi hương Terre d'Hermes này thì nó là một cái mùi hơi hăng hăng của vetiver hay còn gọi là cỏ hương bài. Và cái hình ảnh và những cái và cái dry down này nó làm mình trở nên rất là nam tính, nó trở nên rất là đàn ông. Và em này thì có lẽ rằng là sử dụng vào những ngày đầu thu, khi mà những cái buổi sáng đầu thu thì nó gió nó sẽ hơi kiểu chớm chớm lạnh, thì cái vị tiêu cay nồng ấm ở đây nó sẽ mang lại cảm giác ấm áp cho bạn. Nhưng mà khi mà buổi trưa thì thời tiết nó sẽ nhiệt độ nó sẽ tăng cao một chút, thì tất cả những cái mùi hương ban đầu nó sẽ dịu xuống, và cái vị phét của cam, của bưởi, rồi cái vị hơi hăng hăng của gỗ nó tạo nên một cái hình ảnh nó không hề, nó mạo tạo nên một cái mùi hương nó không hề khó chịu cho những người xung quanh. Và cái hình ảnh quảng cáo của chai nước hoa Terre d'Hermes này nó là một cái hình ảnh một người đàn ông tóc dài cười trần, rồi đứng giữa sa mạc kiểu gió dùng các thứ rất là đẹp. Và người ta hay nói rằng là mùi hương của Terre d'Hermes đó là mùi hương của đất trời, tại vì cái cỏ hương bài nó là một cái loại cỏ mà có thể sinh sống trong điều kiện khó khăn cũng như đàn ông vậy. Em nó phù hợp với những người đàn ông đã trưởng thành, có phong cách kiểu từng trải qua đắng cay ngọt bùi rồi, cái vị tiêu cay rồi cái vị ngọt của cam, cái vị the the, cái vị hăng hăng của vetiver. Thì em này nó có độ tỏa hương ở mức độ trung bình và độ lưu hương tầm 7 đến 8 tiếng thôi. Nhưng mà cái mức độ tỏa hương trung bình này thì mình nó lại làm cho mình cảm thấy rằng là người đàn ông ở đây thì họ khá là điềm tĩnh, họ khá là kiểu bình thản, họ không được gì phải vội vàng cả, họ cũng không phải thể hiện cho tất cả mọi người thấy rằng là tôi có mặt ở đây. Mà những người phụ nữ nào cũng đã từng trải thì họ nhìn thấy người đàn ông như thế này, người đàn ông xịt những cái mùi hương này, họ sẽ hình dung là anh ta đã từng trải, anh ta không gì phải nói nhiều làm gì cả, không phải kiểu trẻ trâu mà đúng không, phải bô bô ra cho người khác nhìn thấy để thể hiện bản thân. Thì đây là một cái mùi hương rất phù hợp cho những bạn nam sử dụng vào mùa thu và theo cái phong cách kiểu trưởng thành, kiểu chín chắn từng trải như vậy. Và giá em nói trên thị trường thì hình như là tầm hơn 2 triệu cho phiên bản 100ml. Thì phiên bản trên thị trường có rất nhiều những cái phiên bản của Terre d'Hermes này, rồi có phiên bản Fauché này, rồi phiên bản ET, EDP, rồi Vetiver, rồi Perfume, các thứ rất nhiều bản. Thì mỗi cái phiên bản nó sẽ cách nhau khoảng tầm 2 đến 3 tuổi, và cái độ vào cái mùi hương thì nó cũng sẽ có phần trưởng thành hơn, và cái độ bám tỏa thì nó cũng gọi là thay đổi chút ít thôi. Và có một cái điều về chai Terre d'Hermes này thì mình đã từng nói trong cái video mình review, đó là nhiều người xịt lên thì người ta nói rằng nó hơi giống mùi nước tiểu của heo ấy. Nhưng mà mình nghĩ rằng là chắc là số ít thôi, 10 người chắc tầm 3-4 người thôi. Còn đây vẫn là một cái mùi hương mà mình rất recommend cho các bạn nam sử dụng vào những ngày đầu thu, một phong cách mà mình rất thích. Đây là chai nước hoa mình mua size 200ml luôn. Ở vị trí số 4 nó là một chai nước hoa rất là quen thuộc, đó chính là Dior Sauvage. Một chai nước hoa mà cũng sử dụng nốt hương tiêu giống như Terre d'Hermes, nhưng mà mở đầu thì nó sẽ phét hơn bởi những cái nốt hương citrus, nhưng mà về sau thì mùi hương nó sẽ nồng nàn hơn và dày hơn bởi nốt hương Ambroxan. Với mình thì Dior Sauvage phiên bản nào nó cũng đều thể hiện hình ảnh của một người đàn ông. Trước khi nói đến hình ảnh thì chúng ta nói đến cái nhân vật quảng cáo chai nước hoa Dior Sauvage này, đó là Johnny Depp, một người đàn ông mà cá nhân mình nhận thấy rằng là đó là một người đàn ông rất là kiểu nam tính này, rồi kiểu bất cần, khá là ngông, và nhưng mà lại luôn luôn biết cách thu hút sự chú ý của mọi người, đặc biệt là chị em phụ nữ. Thì cái mùi hương của Dior Sauvage này nó thể hiện rất là rõ. Mình không hiểu sao là nhà Dior này có thể
lựa chọn được một nhân vật phù hợp với cái mùi hương này như vậy. Mình sẽ nói đến cái độ bám tỏa và cái độ lưu hương của Dior Sauvage. Với Dior Sauvage phiên bản EDT hay là những cái phiên bản nào đi chăng nữa thì cái độ lưu hương cũng luôn luôn rất là tốt, lúc nào cũng tầm trên 8 tiếng đến 10 tiếng. Và mùi hương lúc nào cũng tỏa nồng nàn, nó giống như kiểu Johnny Depp vậy. Mỗi khi các bạn xuất hiện, các bạn xịt cái mùi hương này hay là Johnny Depp xuất hiện thì mọi máy quay, mọi góc nhìn nó sẽ đều chĩa thẳng đến Johnny Depp hay là nhớ đến những người xịt cái mùi Dior Sauvage này. Một cái mùi hương mà các bạn có thể đi ra đường mà các bạn có thể ngửi thấy rất rất nhiều, 10 người đàn ông thì chắc là phải đến 7 người sử dụng Dior Sauvage đó. Và cái những cái hiện nay thì có 3 cái phiên bản của Dior Sauvage, đó là EDT, EDP và Perfume. Thì mỗi cái phiên bản nó sẽ chênh nhau mình nghĩ rằng tầm 3 tuổi. Còn về độ bám tỏa thì 3 phiên bản đấy rằng nó không chênh nhau quá là nhiều đó. Và cái giá tiền thì cũng khá là cao, khi mà trên thị trường cái phiên bản EDT 100ml rẻ nhất nó cũng phải tầm hơn 2 triệu, còn cái phiên bản Perfume thì nó phải tầm 3 triệu gì đó. Và hôm nay thì mình nghĩ rằng là sử dụng cho mùa thu phiên bản EDT và mùa đông EDP hay là Perfume thì nó vô cùng là hợp lý. Và chai nước hoa này chắc hẳn là cũng đã có rất nhiều bạn cũng có rồi, thì hãy comment cho bạn mình biết cảm nhận của các bạn về mùi hương này, xem là cái phong cách mình cảm nhận có đúng như các bạn cảm nhận hay không, có đúng với hình ảnh của Johnny Depp hay không nha. Ở vị trí số 4 và 5 là hai mùi hương khá là nồng nàn và quen thuộc ở trên thị trường. Thì ở vị trí số 3 này là một chai nước hoa mà mình nghĩ rằng là sẽ rất người, ít người biết nó. Một chai nước hoa đến từ nhà History The Perfume 1725. Đây. Đó. Chai này thì nó có dung tích 60ml thôi. Và giá ở trên thị trường thì nếu mà phiên bản 120ml của nó hình như là tầm gần 3 triệu. Còn cái phiên bản 60ml này thì nó tầm 2 triệu gì đó. Chai này thì mình mua ở trong Vindic ở Sài Gòn, Vindic cơ sở 3, khá là đẹp. Tại vì đợt trước mình có một cái video mình đi Sài Gòn ấy, thì mình đã mua chai nước hoa này. Và em này khi mới đầu xịt ra thì các bạn sẽ cảm thấy cái nốt hương lavender hơi kiểu bột bột rất đặc trưng. Nó được mix cùng với chanh khá là chua, ngửi rất là lạ. Mình đã mua em nó tại vì em nó có mở đầu khá là lạ luôn, nên là mình đã mua em nó về. Và dry down của mùi hương này thì cái nốt hương chua chua đặc trưng ban đầu nó sẽ dịu đi và nó sẽ xuất hiện vani. Nhưng mà tất cả mùi hương của nó từ đầu đến cuối ấy, thì nó chỉ là một cái mùi hương skin scent thôi, bám thoang thoảng trên da. Nó không tỏa ngào ngạt, không tỏa nghi ngút như Dior Sauvage, hay là nó cũng không nồng nàn như là tiêu của TDDMS. Tất cả từ đầu đến cuối khoảng tầm 15 phút khi, sau khi xịt ra thì các bạn sẽ ngửi thấy một mùi hương chỉ quanh quẩn luẩn quẩn trên da. Và vani ở đây thì có phần hơi kiểu ngọt bột bột một chút thôi. Tất cả nó làm rất vừa phải, rất là nhẹ nhàng. Thì mùi hương này phù hợp với ai? Thì với mình ấy, em này nó phù hợp với những bạn nam nào theo cái phong cách kiểu an toàn, kiểu ngày nào cũng đi làm đúng giờ xong rồi về đúng giờ. Họ cũng không cần thiết là phải nổi bật, phải quá là gì cả, hay là họ đã đơn giản họ đã có người yêu rồi và họ cần một cái mùi hương chỉ để bản thân mình ngửi. Và nếu như bạn tiếp xúc gần với những người thân thiết thì bạn có thể ngửi thấy, hay nói đơn giản là những người hướng nội, những cái người mà cần những cái gọi là mùi kiểu không gây khó chịu những người xung quanh, họ chỉ cần tất cả cần cả mùi hương phong tỏa ở trên da thôi. Thì History The Perfume phiên bản 1725 này là một cái mùi hương mà mình khá là ưng ý cho những ngày mà mình không biết xịt gì, hay là mình chỉ cần những thứ nó vừa phải, nó không muốn, mình không muốn kiểu, hay là một ngày kiểu mình mệt quá mà mình vẫn chỉ cần xịt một cái mùi hương gì đó mang lại cái cảm giác kiểu xả stress, mang lại cảm giác nó thoải mái, thì đây là một cái lựa chọn cho các bạn. Một mùi hương chỉ kiểu skin scent, nhiều khi mình thấy rằng là nó bám thua cái những cái mùi của body lotion của bạn gái mình đó. Và em này thì lưu trên da chắc chỉ được tầm 7 đến 8 tiếng. Mình khuyến khích em này xịt vào những ngày kiểu trời kiểu hơi mưa mưa một chút, trời đầu thu kiểu mưa mưa thỉnh thoảng chuyển gió bão bão các thứ ấy. Thì nó mưa mưa thì các bạn có thể ngồi nhâm nhi một ly trà, các bạn xịt mùi hương này nó sẽ rất là dễ chịu, nó rất là phù hợp với cái phong cảnh như vậy. Và em này thì mình nghĩ rằng là nó sẽ phù hợp với những bạn nam nào tầm 23, 24 tuổi đổ ra đó. Nó cũng có hơi hướng hơi kiểu classic một chút, hơi kiểu old school một chút ấy. Và đây là một chai nước hoa mà mình đã mua trong cái dịp đi Sài Gòn vừa rồi, mùi hương mình khá là yêu thích, an toàn, hướng nội và
không quá là Sobo History The Perfume 1725. Nếu như bạn không thích cả ba chai nước hoa mình vừa review, một phần vì nó quá đụng hàng hay là vì nó bán quả kém, thì mình sẽ lựa chọn các bạn một cái mùi hương mà mình rất là ưng ý. Đây là một sản phẩm của nhà Mugler, đó là Pure Haven. Đây, ở trong bộ sưu tập Amen. Đây là có thiết kế nhá, vô cùng đẹp. Anh em nhìn thấy không? Thì đây là một cái mùi hương mà mình nghĩ rằng là không phải số đông bạn nam nào ai cũng biết về cái mùi hương này. Một cái mùi hương thuốc lá cùng với mật ong, cùng với vani, rất là ngọt ngào, rất là hấp dẫn. Em này thì đi hẹn hò, đi chơi, đi cà phê với các thứ, đi xem phim hay là đi bar, đi pub thì nó vô cùng là hợp lý. Còn nếu mà đi làm thì chắc là nó sẽ hơi khó chịu một chút. Vậy thì cụ thể mùi hương của Pure Haven nó như nào? Thì khi các bạn xịt cái mùi hương của Pure Haven này ra thì các bạn sẽ cảm thấy một cái vị ngọt. Cái vị ngọt đây lúc đầu mình nghĩ rằng là nó là siro gì đó, nó rất là ngọt. Và khi mà mình xem qua nốt ấy, thì mình thấy rằng là nó có mùi mật ong. Cái mùi mật ong đây nó không phải là mùi mật ong quá là thượng hạng gì cả. Mùi mật ong mà các bạn hình dung đến kiểu các bạn đi mua xiên thịt nướng ấy, mà cái loại mật ong nó hay quất lên xong rồi người ta nướng lên ấy, cái mùi mật ong nó thơm đúng như vậy, chẳng qua là nó dày hơn mà nó ngọt hơn thôi. Và khoảng tầm 15 phút thì cái mùi mật ong nó dịu xuống, thì các bạn thấy nhận thấy một cái mùi kiểu nó có phần hơi bùi bùi, nó có phần hơi đắng đắng, nó giống như mùi của quả cherry hay là quả anh đào ấy mà các bạn ăn, nó giống rất là giống như vậy. Có lẽ một phần là lúc này thì cái mùi hương thuốc lá nó bắt đầu hơi hơi lên nhẹ, nhưng mà chủ yếu nó vẫn là mùi ngọt nên là mình có cảm giác đến như vậy. Và dry down thì các bạn sẽ nhận thấy mùi thuốc lá lên khá là rõ ràng. Thuốc lá ở đây thì nó cũng không phải là thuốc lá đắt tiền, mà thuốc lá ở đây nó là thuốc lá ở trên những cái điếu xì gà tầm chung chung rẻ tiền ấy, và hay là những cái thuốc lá ở trên những cái đầu điếu ấy, thì đấy là những cái mùi hương thuốc lá mà ở trong Pure Haven này nó có. Thì thuốc lá ở đây nó được tẩm mật ong, nó rất là ngọt ngào, nó có vẫn có vị thuốc lá. Dry down thì các bạn thấy rằng một chút bột bột của vani nữa, và mùi hương này nó khá là mịn màng, nó rất là ngon. Thì mình đánh giá rằng nó là một cái mùi hương ngọt thuốc lá chứ không phải là thuốc lá ngọt. Nó hơi khác nhau, nó sẽ thiên về ngọt nhiều hơn. Và em này thì nó có nhiều cái vấn đề, đó là nhiều người nói rằng là cái phiên bản cũ của Pure Haven này thì nó sẽ bám tỏa tốt hơn, nó nhiều thuốc lá hơn. Còn cái phiên bản này thì nó đã bị chỉnh sửa mùi hương và cái độ bám tỏa nó cũng giảm xuống. Nhưng mà trên da mình thì Pure Haven nó vẫn bám được khoảng tầm 7 đến 8 tiếng, nhiều hôm còn hơn. Đó là mình cũng do, chắc là do hoạt động mỗi hôm khác nhau nên là cái độ bám tỏa nó cũng khác nhau. Nhưng mà em này thì tỏa hương lại trong tầm nửa cánh tay đổ ra, nó sẽ không ít hơn. Và đây là mùi hương mà mình rất là thích sử dụng vào những ngày trời mùa, trời chuyển đông, lạnh lạnh, hoặc là kiểu những ngày tối trời thu mình đi pa đi pub mà cần một cái mùi hương gây được sự chú ý, một cái mùi hương ngọt ngào, thì Pure Haven là một mùi hương như vậy. Rất chất chơi, rất ngon, rất ngọt ngào. Và chai nước hoa Pure Haven kia nó có giá trên thị trường tầm 2 triệu đồng cho 100ml. Đó, một cái giá khá là ngon cho một mùi hương như vậy. Các bạn có tò mò vị trí số 1 là chai nước hoa gì không? Một sản phẩm đến từ nhà Mancera. Đây không phải là Cedar Boy, cũng không phải là Hindu Kurt hay gì cả. Đây là Black Gold. Một chai nước hoa mà mình đã được nghe rất nhiều người khen, nhưng mà mình nghĩ rằng là những sản phẩm của nhà Mancera thì nó sẽ hơi kiểu synthetic hóa học. Nhưng mà khi mình ngửi em nó thì mình đã phải inbox cho cái thằng cu em mình, bảo ngon vãi em ạ, ngon thật, nịnh mũi thật. Và đây là Black Gold. Khi mà mình xịt cái mùi hương này ra thì mình cảm thấy rằng là nó có một cái mùi hương kiểu nó giống mùi kẹo cao su, hay là kiểu kẹo sâm sâm rồi đấy. Cái mùi hoa lavender hơi kiểu thơm đặc trưng, hơi kiểu phấn nhẹ một chút, hơi kiểu bột bột nhẹ một chút, rồi nó kết hợp cùng với cái vị của quế, cái vị rất đặc trưng của quế, nó làm mình liên tưởng, và nó có phần hơi kiểu ướt ướt ban đầu nữa, nó tươi, và nó làm mình liên tưởng đến mùi kiểu kẹo cao su hoa quả hay là kẹo me miếng các thứ. Mới xịt ra phát kiểu nuốt nước bọt luôn, ngon lắm anh ạ. Và cái mùi hương đấy nó giữ được khoảng tầm 30 phút. Mình rất là thích cái khoảng thời gian đầu. Thời gian đầu thì mùi hương nó có phần hơi kiểu
unisex và nó có, mình cảm giác nó hơi kiểu nữ tính một chút thôi. Nhưng mà dry down khoảng tầm một tiếng sau thì các bạn sẽ nhận thấy mùi hương này nó bắt đầu dịu xuống, cái mùi của quế và cái mùi của hoa nó bắt đầu nó dịu xuống, nó kiểu nó hòa hợp với nhau rất là vừa phải rồi. Và cái nốt hương sau một tiếng ấy thì mình cũng rất là ưng ý, tại vì mình thấy rằng nó rất là nhẹ nhàng. Nhưng mà mùi hương này khoảng tầm 3 đến 4 tiếng nó trở thành một cái mùi hương kiểu hơi bột, hơi phấn kiểu của các chị em phụ nữ. Nếu như anh chị em nào nhử những mùi kiểu của Narciso rồi ấy thì mình sẽ thấy rằng là dry down nó rất là giống. Có lẽ rằng là những cái nốt hoa tím thì nó làm một thiên hướng kết hợp ra kiểu xạ hương, ra kiểu phấn của mà những cái đồ mỹ phẩm kiểu đấy. Và mùi hương nhưng mà nhưng mà phải nói rằng là nó vẫn có phần nam tính nhá. Và em này thì nó lưu hương kinh khủng anh em ạ. Mình xịt ở trên tay này buổi tối mà đến chiều ngày hôm sau 4-5 giờ mình vẫn ngửi thấy, mình vẫn kiểu thoang thoảng ngửi thấy. Và cái độ tỏa hương của nó ban đầu thì vô cùng tốt, có nghĩa rằng là các bạn chỉ cần tung tay thôi, vẫy tay này, mọi người xung quanh nó sẽ ngửi thấy mùi của Mancera Black Gold này. Và Black Gold này có lẽ phù hợp với những anh chàng kiểu sơ mi quần nâu công sở, hay là mặc như này xịt em này mà đi chơi, đi hẹn hò. Tại vì cái thực ra thì những cái phụ nữ, người phụ nữ ấy, thì người ta sẽ thích những cái mùi hương, nhiều người đa số người ta sẽ thích những cái mùi hương quen thuộc và những cái mùi nó có hơi hướng kiểu mỹ phẩm, kiểu barber, kiểu Narciso, những thứ xạ sủng các thứ, thì các chị em phụ nữ nó sẽ rất là quen thuộc. Nên là khi anh xem anh em xịt mùi này thì anh em sẽ rất dễ nhận được những cái lời khen, tại vì nó có hơi hướng làm theo những cái mùi quen của chị em phụ nữ ấy. Đây là Mancera Black Gold, là một cái mùi hương mà mình nghĩ rằng là dù có thể nó không được nhận nhiều lời khen từ anh em nhưng mà chắc chắn nó sẽ nhận được rất nhiều lời khen của các chị em phụ nữ. Và chai nước hoa này thì trên thị trường nó có giá tầm chắc tầm sấp xỉ 2,5 triệu nhỉ, khoảng tầm đấy. Ừ, và quan trọng là nó là 120ml, nó rất là đẹp anh em ạ, trông rất là nam tính. Nhưng mà sờ lâu ấy thì nó sẽ bị mờ cái này đi. Còn nếu như anh em nào mà không thích những cái mùi hương kiểu phấn kiểu hoa tím tủng kiểu bột thì đây sẽ là một cái mùi hương mà nhiều anh em sẽ bị khó chịu nếu như anh em không thích những cái hơi hướng, những cái chai nước hoa làm theo hơi hướng kiểu đấy. Và chai nước hoa này thì nó cũng hơi kiểu vintage một chút. Anh em mà lúc nào quần âu sơ mi thì xịt mùi hương này thì chắc chắn là sẽ nhận được rất nhiều lời khen. Và có một điều với em này nhá, là anh em đừng xịt vào mùa hè, hãy xịt vào những ngày trời thu chuyển lạnh hay là những ngày đầu đông thôi, còn đừng xịt vào mùa hè. Tôi xin anh em ấy, đừng xịt vào mùa hè, tại vì mùa hè nó sẽ rất là khó chịu đó. Hãy là người dùng nước hoa tinh tế. Và vừa rồi đó là cảm nhận nhanh của mình về 5 chai nước hoa mình gợi ý cho các bạn nam sử dụng vào những ngày trời thu hay là đầu đông. Thì 5 chai nước hoa này mình nghĩ rằng là các bạn cũng đã sẽ có nhiều người có cả 5 chai hoặc là có những người đã sử dụng qua 1-2 chai. Thì các bạn hãy bình luận ở bên dưới để cho mọi người cùng biết. Và đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của mình nếu như các bạn thấy video của mình hay. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn lại. Bye bye.